xu, bao nhiêu xu? 9.700 cho một người ơi. Rồi để mình xem cái này là cái gì nha. Thùng tắm Hello Kitty có thể đi bất cứ đâu chỉ với một chiếc thùng tắm. Uầy, là phương tiện à. Đổi luôn nha mọi người ơi. Uầy, trong phần quà tặng có cây chổi nè mọi người và những món đồ thổi màn ha. Mình sẽ làm mini game để tặng cho mọi người. Nhớ lại là bình luận phía bên dưới nha. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh. Hello mọi người, mình muốn với kính nè. Muốn cái bóng năm các bạn ơi. Cá sấu hồng đây rồi. Mọi người hôm nay được tóc máy. Nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha. Ôi trời ơi. Trời ơi, cá sấu hồng chưa có mà còn đứt dây nữa mọi người ơi. Trời ơi, hiện tại là mình top 50 luôn nha các bạn. Có ai cùng đồng hạng với mình không? Mấy bạn được top top 8, top 9 nè. Mình có chưa có lên con cá sấu hồng nào luôn. Trời đất ơi, làm sao kịp đây? Chỉ còn 25 phút nữa thôi mọi người. Và kết quả cuối cùng là mình không được top luôn mọi người ơi. Có ai động cảnh ngộ với anh không? Trời đất ơi, vậy là được hai bé coupon thôi mọi người ha. Trời ơi, cái này giống như nhớ cái thời mà câu cái tàu ngầm hồi xưa đó mày. Thì hình như hồi đó mình cũng câu cũng không được luôn. Không hiểu kiểu gì mà câu quá trời luôn, không lên bóng năm các bạn. Mà lên rồi mình làm bị đứt. Trời đất ơi, được một ngày thì sao với hai vé coupon nha. Hai vé coupon thì tương đương với tầm 50-60 kim cương cũng được nha mọi người. Để mình mở hộp mới nha. Cái bè được top 9 nè. Mình top 50, trời đất ơi. Rồi, hôm nay nhà phát hành bán lại cái gói Winston băng này các bạn. 200 kim cương luôn, trời ơi, cái mắt dữ trời. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc thăm nha. Bóc thăm hộp miễn phí cũng như là bóc thăm hộp này nha. Mình có hai vé nè. Biết đâu hai vé mà mở được cái xe lúc đó mình xịn nữa các bạn. Xe. Rồi ra cái tủ luôn. Tiếp tục. Chắc chắn là hôm ngày hôm nay các bạn mà có cái vé coupon này chắc chắn sẽ mở hộp này luôn. Rồi luôn ra giày win. Toàn là giày với lại là cái tủ đồ decor là nhiều hơn các bạn ơi. Trời đất ơi. Rồi mình sẽ mở hộp Bubble Pop nha. Một ngày thì mình mở được miễn phí quá trời hộp luôn. Nếu mà các bạn có gói mà lớn thì mở nó nhanh, không có thì các bạn phải mở bằng xe quảng cáo nha. Rồi cái vợt này mình chưa có nè, vợt. Rồi luôn ra cái xương rồng, cái chậu xương rồng cũng đẹp nha mọi người. Rồi mình sẽ mở một lần cái bóng thăm công chúa tuyết. Rồi luôn ra cây hoa tuyết nha mọi người. Rồi những cái hộp phía dưới nè các bạn ơi. Bóc thăm món tráng miệng nè. Bóc thăm này lâu lắm rồi ha. Ui mấy đống kẹo. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ui nên tích, ui ui mình ra được phương tiện luôn. Nhưng mà cái phương tiện này mình có rồi nha, gậy bơ nha mọi người. Nhã biết cho bạn nào chưa có gậy bơ đó nha. Tiếp tục. Rồi mấy đống kẹo nữa rồi. Bây giờ mình sẽ qua bóc thăm ếch nha. Hồi xưa thì mình không có bóc thăm cái hộp ếch này. Ui ra áo tròn luôn mọi người ơi. Một cái áo tròn hoàng tử ếch nha. Rồi ra cái trong đây thì có cái thảm với lại là có hồ cá là xinh nhất. Rồi ra một cái bánh ngăn ếch nè. Hồ cá hoặc là thảm hồ cá. Hồ ấy cái hồ bể chứ. Đây là cái bể để tắm các bạn ơi. Đây ra luôn nè, trời đất ơi. Áo thật sự ra luôn rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc thăm hộp tiếp theo nha. Hộp bóc thăm đồ ăn Wagyu. Ui ra luôn bộ đồ luôn này. Ui bộ đồ mới luôn nha, hồi xưa mình chưa có. Tiếp tục là ui cái khối à, tưởng ra cái đầu nữa là đúng bộ luôn rồi. Khối phô mai. Cái đầu đồ ăn. Rồi luôn ra cái tủ nha mọi người ơi. Ra cái tủ nha. Đây thì tính ra là nhà phát hành mở cái này mọi người mở cũng vui đó mọi người. Bình thường á mọi người này mở thì các bạn phải cần có vé bóc thăm đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà phát hành đã cho mọi người mở miễn phí luôn rồi. Vô. Ui trời ơi, mình tưởng ra phương tiện các bạn. À nhưng mà phương tiện thì mình có rồi. Ok nha, còn hộp bóc thăm cuối cùng nữa thôi. Cặp câu này mình có rồi nè. Bộ đồ thì hình như mình chưa có. Mèo và mưa sao băng. Rồi rắn water luôn vậy. Đồ. Ui đèn sao băng. Đồ đi. Rồi luôn ra hai water đi ta. Rồi đây là cái bể tắm ếch nè các bạn ơi. Mình đề coi cho mọi người xem nha. Nếu như bạn nào chưa có cái này thì nhớ mở nha mọi người. Mở ra hên hên là sẽ được giống như mình á. Rồi đây mà được áo tròn lại cái đồ bánh thôi. Rồi để xem ngày hôm nay điểm danh thì các bạn sẽ được cái gì nha. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 nha mọi người. 7 tháng 4 ở góc nào mọi người nhờ. Đây ngày 7 đó mọi người ơi. Ngày 7 thì các bạn sẽ nhận được một cái dùng để decor sao đó mọi người. Ui cái này dùng để decor này các bạn.
khuôn chụp ảnh nha. Cái này là dùng để decor khuôn chụp ảnh nha mọi người ơi. Một xíu nữa mình sẽ để về nhà đi, decor cho mọi người xem nha. Và ngày hôm nay có đạo kho báu nha các bạn ơi. Đó là một bộ đồ của nữ mà mình nghĩ cái bộ đồ này cũng không đẹp lắm đâu. Thôi chắc là ngày hôm nay mình sẽ không đi đào, mình đi làm những ai đây đây. Đó, cái đó decor nó sẽ như cái này nha mọi người ơi. Đây, phía sau lưng của mình nè, bự chà bá luôn nha. Rồi, trong cửa hàng này các bạn ơi, trong cửa hàng thì 6.000 xu nha. Đây là cái profile nha mọi người ơi, profile nha. Các bạn đổi một cái là các bạn sẽ có một profile mới và một số đồ để decor nè. Một số đồ để decor là mọi người ơi, đây là những cái khối nha. Đây là những cái khối nha. Các bạn có thể là đổi bộ đồ tắm nè. Hình như là mình đổi được bộ đồ tắm rồi các bạn. Hiện tại là mình 4.000 năm đúng không? 6.000. Rồi, và trong cửa hàng hiện tại là mình có 7.000 điểm nha mọi người ơi. Chắc là mình đổi luôn bộ đồ được chưa ta? Bộ đồ thì là tầm 5.000, 6.000, 7.000. Mình hình như mình bộ đồ mình thiếu mấy chục điểm hay sao á. Ở đây thì nó có một cái gì 9.000 nè. Cái này dùng để cái này có bê tắm hả ta? Tắm đúng không mọi người? Rồi cái này là profile nè. Các bạn sẽ có một profile Hello Kitty nha, là cái avatar của mọi người á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ để mà đổi luôn, hoàn thiện luôn cái bộ đồ nha mọi người. Rồi kìa, làm nhiệm vụ này trước đi. Rồi, nhiệm vụ này á thì mang đồ tới phòng 200. Ok, thì mình sẽ chạy lên phòng nha. Sao có người ôm cái này đi đâu vậy ta? Rồi, ngày hôm nay thì mình đổi được cái bộ đồ luôn nha mọi người ơi. Full bộ đồ luôn nha. Hoặc là nếu mà các bạn không thích bộ đồ thì có thể đổi. Quên mọi người ơi, quên lấy chìa khóa rồi. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là hay quên lấy chìa khóa ghê á. Các bạn nhớ là mỗi đi làm nhiệm vụ là nhớ lấy chìa khóa nha. Đây, nhớ lấy chìa khóa chỗ Hello Kitty nè. Rồi lượm chỗ này thôi, rồi chạy lên phòng số 2. 201. Mình sẽ vô mình lấy sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền hình như trong phòng tắm lắm nha. Không à, vậy là trên bàn, trên giường vậy? Đây, trên bàn, trên bàn. Rồi, xong nhiệm vụ nha mọi người, xuống chạy nhiệm vụ thôi. Mình có nên đổi cái bộ đồ hay là đổi cái avatar Hello Kitty thôi mọi người ha. Avatar thôi, mình để cái avatar của mình đi. Mình sẽ đổi cái bộ đồ nha. Với lại lần xíu thử mình coi cái phần thưởng 9.000 có thử. Cái đó là hình như là một cái đồ tắm trong nhà, để coi trong nhà sao đó mọi người. Rồi, được 600 xu nè. Rồi, mình làm mấy cái nhiệm vụ đơn giản trước nha. Nhiệm vụ của Melody nè. Chụp ảnh nè. Chụp ảnh với Pom Purin. Rồi, chụp nhanh luôn, hoàn thành nhiệm vụ nhanh luôn ha. Nhân 3 lên, 300 xu nữa nè. Rồi, làm nhiệm vụ của cái bé Cinnamoron luôn ha. Rồi, cái này hình như là phải đi. Quá, sẽ chạy vô trong đây rồi. Trời ơi, nãy tiếc ghê các bạn, câu không lên được cá sấu. Tại vì nó có một cái nhiệm vụ là phải câu cá sấu mới được ấy. Đây, thì mình sẽ chạy vô trong đây nha. Rất tiếc là câu chưa có được mọi người ạ. Rồi, mình sẽ đi theo cái bé NPC mới này. Vô trong đây làm nhiệm vụ. Rồi, hình như là đúng 3 lần á thì mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của bé này luôn ha. Dẫn mình đi đâu á nhờ? Hình như chạy ra ngoài đây. Chụp hình nữa. Chạy qua bên đây luôn. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người ơi. Được 300 xu nữa nè. Mọi người biết chưa, chuẩn bị có pet mới nha. Và đặc biệt con pet 7 sắc cầu vồng này nè mọi người ơi. Con này kiểu như nó là phê VIP đó các bạn. Nhìn cái màu nó y chang luôn ha. Ui, hơi bị xịn luôn. Nó kiểu có ánh hào quang nữa nè. Và không chỉ riêng con này đâu, còn con này nữa nha mọi người ơi. Những con chó mới nha. Và nó sẽ là thuộc dạng con bé tiếp theo xuất hiện đó các bạn. Hơi bị xinh luôn ha. Những con bé này nhìn rất là mẫn miệng dễ thương luôn á. Rồi, được 450 xu nữa. Ký game hả? Trời ơi, từ đó đi làm nhiệm vụ đó. Xíu nó làm nhiệm vụ xong rồi ký mọi người nha. Ok, xuống là 1. Bây giờ làm nhiệm vụ cuối cùng gặp Hello Kitty nữa là xong. Hello Kitty sẽ cho mình hai cái nhiệm vụ nha. Đây, hai nhiệm vụ Hello Kitty nè. Biết là mọi người, tại vì cũng nhiều nhiệm vụ á, mọi người coi chừng bỏ sót nha, bỏ sót nhiệm vụ nha. Lên tầng 2 để dọn dẹp. Nhớ lấy chìa khóa nha mọi người ơi, nhớ lấy chìa khóa nha, không thôi là quên nữa nha mọi người.
Rồi cái này các bạn muốn làm nhanh á, có bạn bè á thì các bạn đứng phía trên á, tay le lên tay le xuống cho nó khỏi cần phải chạy lâu nha mọi người ơi. Rồi mình sẽ phải vô phòng này rồi và dọn dẹp, chắc là đầu tiên là dọn dẹp cái giường nè, rồi tiếp tục là cái bàn nè, tiếp tục là sàn nhà nè, tiếp tục là nhà vệ sinh nè. Rồi xong nhiệm vụ luôn các bạn, nhanh gọn lẹ nha. Ai cầm cái chổi lau nhà vậy? Cái lau nhà đó các bạn trong tặng quà tặng á nha. Rồi không biết là mọi người có chưa ha. Bây giờ thì mình sẽ xuống lầu. Đây này, xuống lầu, xuống lầu. Rồi trả nhiệm vụ nha mọi người. Rồi làm thêm một cái nhiệm vụ nữa là mình xong rồi. Không biết là lên được à? Mình lên được 9.000 nè, 9.000 xu này không ta. Rồi được 300 xu nữa nè. Rồi mình hoàn thành được cái nhiệm vụ thỉnh cầu của Hello Kitty luôn rồi. Rồi tiếp tục là nhiệm vụ của trả lời câu hỏi khách đặt phòng nha mọi người. Cái này thì mình nhớ rồi, cái ông này thì nhớ rồi nè. Trả lời câu hỏi đầu tiên đó là ABNB nè mọi người nha. Rồi tiếp tục thứ bảy nè, 5 người, tiếp theo là hình như là 5 người. Tiếp theo là 47, đây cái 47 nè, 9747, ok. Rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn, xuất sắc nha. Rồi được 300 điểm đó nha mọi người. Rồi vậy là mình đã hoàn thành nhận xu trong đây đấy nè, nhận xu trong quà tặng hôm nay ha. Để mình nhận hết luôn, coi thủ là đủ 9.000 xu không. Rồi trong nhiệm vụ hàng ngày nữa nè, và 25 xu nữa. Em nếu mà xuyên câu cá thì cũng được mớ nữa nha mọi người, nhưng mà cá thì như nhớ được mấy chục xu á, 20-30 xu cũng có nha. Tò mò, trời ơi, tò mò mới đây đổi rồi. Vé rồi, để mình coi mình tưởng mình được bao nhiêu xu. Bao nhiêu xu 9.700 nha mọi người ơi. Rồi để mình xem cái này là cái gì nha. Thùng tắm Hello Kitty có thể đi bất cứ đâu chỉ với một chiếc thùng tắm. Uầy, là phương tiện à. Đổi luôn nha mọi người ơi. Uầy, phương tiện mọi người, có thể di chuyển à. Đúng rồi, phương tiện nha mọi người ơi. Ui, được nha. Trời đất ơi, chạy ra ngoài lái cái phương tiện này liền mọi người ơi. Hơi bị xịn luôn. Ấy rồi, nhưng mà đang ban đêm với ta. Ôi. Phương tiện xịn nha. Một chỗ thôi nha mọi người ơi, tốc độ là 4. Không thể... Ủa, sao không thể sử dụng vậy? À, thì ra là các bạn phải sử dụng dưới nước nha, để mà chạy ra ngoài mặt nước nha mọi người. Cái này nó giống một cái kiểu phao vịt đó các bạn. Đây, ui, dễ thương không mọi người ơi. Đây là một chiếc phương tiện mới trong cửa hàng nha, mọi người nhớ đổi nha. Ui, dễ thương chưa này mọi người ơi. Và mình xem lại tốc độ của nó nha. Tốc độ 5.5 nha mọi người ơi. Rồi cái thuyền cá mập tốc độ 5.5, nó như cái thuyền á. Và hình như là cái này có thể câu được không? Không câu được nha mọi người ơi. Rất tiếc là chỉ là cửa cho vui thôi nha, không câu được nha mọi người. Trời đất ơi, cái này mà câu được mới xịn các bạn ơi. Rất tiếc là không thể câu được, nó chỉ di chuyển thôi. Rồi các bạn có thể là đổi tốn 9.000 xu nha mọi người ơi. Một cái thùng phao Hello Kitty rất là dễ thương luôn ha. Boop 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 bo